Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị bước vào một chương trình kim cương đặc biệt hàng tuần vào tối ngày thứ 3 trên kênh YouTube và Facebook Lâm Trường Vĩ Diamond. Xin mời quý vị nhớ tham gia chương trình trả góp 6 đến 12 tháng không tiền lời. Quý vị có thể apply bằng cách bấm vào đường link nằm phía dưới trên Facebook cũng như trên YouTube. Chúng tôi có đầy đủ những đường dây link để cho quý vị bấm vào và tự quý vị apply và được approve. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp qua số phone 310-968-0577. Một lần nữa, số phone trực tiếp của công ty để quý vị nhắn tin số thẻ credit card, địa chỉ shipping để chúng tôi ship hàng đi cho mỗi sản phẩm là 310-968-0577. Xin mời quý vị đến với sản phẩm đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay là một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế vô cùng độc đáo với một viên đá opal của Úc Châu. Viên đá opal nặng là khoảng từ 6 đến 7 carat. Một lần nữa, khi quý vị nói tới những viên đá opal, đó là những sản phẩm đặc biệt với 7 sắc cầu vồng. Và khi quý vị theo dõi chương trình, những sản phẩm opal hầu như quý vị không bao giờ thấy hình tròn. Chúng tôi gửi đến quý vị một mặt dây chuyền 7 sắc cầu vồng và mặt dây chuyền này chúng tôi sẽ gửi tặng kèm theo một sợi dây chuyền bằng vàng 18. Viên đá opal được cắt và thiết kế thành một hình vòng tròn nạm kim cương đi vòng quanh. Mẫu thiết kế này là 14 ly và xin mời quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này với giá là $870 cho mẫu thiết kế số 1. $870 mặt dây chuyền này là một viên đá opal hình tròn khoảng từ 6 đến 7 carat. Khi quý vị mua sản phẩm này, quý vị sẽ được tặng kèm theo một sợi dây chuyền bằng vàng 18. Và khi chúng ta đã thấy giá trị sản phẩm kim cương khắp nơi trên toàn thế giới tiếp tục tăng trưởng trong những ngày cuối năm 2024, thì sợi dây chuyền này được làm bằng vàng 18 và viên đá opal 7 sắc cầu vồng đặc biệt cho những ai sinh nhật trong tháng 10. Xin gửi đến quý vị một mẫu nhẫn kim cương thiết kế độc quyền của công ty Lâm Trường Vĩ Diamond. Đây là mẫu thiết kế được design với những viên kim cương hộp xoàn 2 ly, hộp xoàn 1 ly 8 và những viên kim cương hộp xoàn baguette đi xen kẽ tạo thành một chiếc nhẫn band bề bản, bề ngang rất to và vĩ đại. 7 đường viền hộp xoàn, từ 7 đến 8 đường viền hộp xoàn đang chéo vào nhau và mỗi viên kim cương được tuyển chọn vô cùng trắng và sáng. Đó là những viên hộp xoàn nước Y, nước F, VSSI Clarity và mẫu thiết kế này tổng cộng là hơn 3 carat kim cương và chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá là $930 cho một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế với tổng cộng là gần 3 carat kim cương. Một mẫu nhẫn band được design vô cùng xuất sắc, tất cả những viên kim cương nằm trên chiếc nhẫn này đều là những viên hộp xoàn vô cùng sáng và trắng và độ chiếu lấp lánh, được thiết kế từ 7 đến 8 đường viền kim cương đi xen kẽ là những viên hộp xoàn baguette tạo thành một mẫu nhẫn band vô cùng rực rỡ và xuất sắc. Chiếc nhẫn này chúng tôi đặc biệt on sale trong chương trình buổi tối ngày thứ 3 là $930 mà thôi.
Lâm Triều Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một mẫu nhẫn kim cương đặc biệt với một viên đá màu xanh lá cây. Thực sự đây là một màu đá không bao giờ quý vị thấy thông dụng trên thị trường, bởi vì đây là những viên đá Green Tourmaline. Màu đá Green Tourmaline là những màu đá đẹp nhất với màu xanh chrome được cắt thành những giáp cắt lấp lánh như facet cut của kim cương. Viên đá Tourmaline thiên nhiên màu xanh lá cây đậm, chiều dài là gần 11 ly, được cắt thành hình chữ nhật, và mẫu thiết kế này được design trên một mẫu nhẫn kim cương. Design xung quanh là những viên hộp xoàn 3 ly. Tổng cộng mẫu thiết kế này sẽ là 8 viên hộp xoàn 3 ly, được thiết kế thành 8 cánh hoa, được viền xung quanh những cánh hoa uốn lượn rực rỡ, nổi bật, được làm bằng vàng 14 khe màu trắng. Xin mời quý vị gọi vào cho mẫu nhẫn này với giá là $1,990 cho chiếc nhẫn kim cương vô cùng lộng lẫy và lấp lánh. Một viên đá Tourmaline, Green Tourmaline, được thiết kế xung quanh là những vỏ hộp xoàn, hộp 3 ly nước y VVS, VS được làm bằng vàng trắng 14K, $1,990 cho mẫu nhẫn này. Xin giới thiệu đến quý vị một mẫu mặt dây chuyền kim cương hộp xoàn màu vàng thiên nhiên. Tất cả những sản phẩm công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị hàng tuần đều là những sản phẩm hộp xoàn thiên nhiên, gọi là Natural Diamond. Và đây là một mặt dây chuyền kim cương màu vàng, chiều dài là khoảng gần 6 ly cho một viên kim cương giác cắt là hình oval. Viên hộp xoàn Fancy Yellow Diamond VVS Clarity và được làm bằng vàng 18K, được thiết kế thành một bông hoa. Những cánh hoa nổi bật và đi viền xung quanh tạo thành kiểu design gọi là sunflower design. 14 cánh hoa hộp xoàn được thiết kế viền xung quanh, tất cả được làm bằng vàng 18. Và Lâm Triều Vĩ xin mời quý vị gọi vào cho mặt dây chuyền này với giá chỉ có $1,650. Đây là một mặt dây chuyền với một viên kim cương là đường kính là gần 6 ly, chiều dài hình oval, hộp xoàn màu vàng dắt cắt là oval shape. Được viền xung quanh là hai tầng kim cương với tổng cộng là 14 cánh hoa đi bọc xung quanh. Những cánh hoa được nhận kim cương Michael Pave được làm bằng vàng 18K, mẫu thiết kế to. Chiều dài là hơn 1 inch, to bằng đồng 25 cm, và đây là một mặt dây chuyền chắc chắn. Khi quý vị đeo vào, quý vị sẽ cảm nhận được sự rực rỡ, lấp lánh và lộng lẫy với giá tiền chỉ có $1,650. Lâm Triều Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương mẫu thiết kế kết chùm. Đây là một mẫu nhẫn kim cương được design kết lại tạo thành một viên hộp xoàn to gần như 12 ly nằm chính giữa. Một lần nữa, đây là chiếc nhẫn nhìn vào giống như một viên kim cương 12 ly, có nghĩa là giống như viên hộp xoàn từ 5 đến 6 carat. Tuy nhiên, đây là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế theo kiểu kết, gọi là design pie cut diamond, với những đường viền hộp xoàn nạm xung quanh 6 đường viền hộp xoàn tạo thành chiếc nhẫn band bề bản rất to. Nhẫn này là một mẫu nhẫn rực rỡ vô cùng, chính giữa là một viên hộp xoàn gần 4 ly. Tất cả là hộp xoàn VVS, hộp xoàn 4 ly nằm chính giữa và xung quanh là 2 ly rưỡi. Chiếc nhẫn này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá là $1,990 cho chiếc nhẫn này. $1,990. Chiếc nhẫn này giá trị là gần $3,900. Ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt on sale chỉ còn $1,990 cho một mẫu nhẫn kim cương được thiết kế tạo thành một mẫu nhẫn chùm kết lại giống như một viên hộp xoàn từ 5 đến 6 carat. Ở chính giữa là một viên kim cương khoảng gần 4 ly nước y VVS và nạm xung quanh là hộp xoàn 2 ly rưỡi. Bản bề ngang của nhẫn đai nhẫn rất to, với tổng cộng 6 đường viền hộp xoàn được làm bằng vàng trắng, $1,990 cho mẫu nhẫn thiết kế kết chùm với đường kính chiều bề ngang của chiếc nhẫn này là 12 ly rưỡi, gần 13 ly.
Lâm Sự Vĩ xin cảm ơn tất cả quý vị. Happy Tuesday, xin chúc quý vị một buổi tối ngày thứ ba thật bình an và nhiều điều tốt đẹp. Quý vị có nhu cầu mua sắm, xin mời quý vị theo dõi những chương trình Kim Cương hàng tuần của công ty chúng tôi trên kênh YouTube và Facebook Lâm Trừ Vĩ Diamonds. Chúng tôi thực hiện những chương trình Kim Cương với những sản phẩm đặc biệt lựa chọn on sale, và tháng 11 này xin mời quý vị nhớ đón xem chương trình khai trương chi nhánh mới nhất của công ty chúng tôi trong thương xá Phước Lộc Thọ tại California. Và đây là một địa chỉ mới nhất với những technology và những thiết kế, những kiểu design. Tất cả những sản phẩm tuyệt vời sẽ được gửi đến quý vị trong một chương trình sale Grand Opening vào trong tháng 11, và chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với một cặp bông tai kim cương, mỗi viên hộp tròn là từ 2 ly đến 2 ly rưỡi, chiều dài là khoảng gần 3 inch. Đây là một kiểu bông tai móc câu, dễ đeo, đông đưa, đơn giản nhưng vô cùng rực rỡ bởi vì kim cương là từ 2 ly đến 2 ly rưỡi. Tổng cộng là 34 viên kim cương. 34 viên hộp xoàn được thiết kế tạo thành một cặp bông tai chiều dài là gần 2 đến 3 inch. Quý vị nào thích đeo một kiểu bông tai đông đưa mà kiểu móc câu rất đơn giản thì đây sẽ là cặp bông tai quý vị rất là ưng ý, được làm bằng vàng trắng và 14K. Cặp bông tai này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có $990 cho cặp bông tai rực rỡ vô cùng. $990 ngày hôm nay, tất cả những sản phẩm quý vị theo dõi chương trình đang được on sale giảm giá bất ngờ trong những ngày đầu mùa thu, cũng như là những ngày tháng bước qua một mùa lễ holiday của năm 2024. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hàng tuần, mỗi sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay đã được chúng tôi tuyển chọn xuất sắc và chúng tôi sẽ on sale. Có những sản phẩm không còn nữa là discontinue và quý vị sẽ mua được với giá rẻ bất ngờ. Lâm Trụ Ý xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một mẫu thiết kế tượng thánh giá nạm kim cương, thiết kế theo kiểu angel wing. Đây là một mặt dây chuyền kim cương rất to, chiều dài là khoảng từ 2 đến 3 inch bề ngang và dọc là khoảng gần 1 inch rưỡi, tượng thánh giá với 4 trái tim, 4 góc. Tuy nhiên, mẫu thiết kế này được tạo hình tạo thành một cặp cánh thiên thần. Tất cả được chạm trổ kim cương nhận xung quanh là khoảng gần 3 carat. Và tượng thánh giá này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá là $1,150. $1,150, và quý vị nào muốn lấy kèm theo sợi dây chuyền này dành cho nữ, tuy nhiên quý vị có thể đeo mặt dây chuyền này dành cho nam. Mẫu thiết kế dành cho nữ, sợi dây chuyền này chúng tôi gửi đến quý vị giá chỉ có $430 cho sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền dài là 16 inch với những viên bi nằm trên đây. Tượng thánh giá là $1,150, mẫu thiết kế rất đặc biệt và độc đáo. Kiểu thiết kế hai cánh thiên thần, nạm kim cương dọc xung quanh, bản bề ngang rực rỡ từ 2 đến 3 inch rất to và vĩ đại. Mẫu thiết kế này là unisex, nghĩa là nam và nữ đều có thể đeo rất phù hợp. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một chiếc nhẫn kim cương và đá opal thiên nhiên của Úc Châu. Đây là một chiếc nhẫn vô cùng xuất sắc, một viên đá opal thiên nhiên. 7 sắc cầu vòng, chiều dài của viên đá này là hơn 17 ly, nghĩa là chỉ nói tới viên đá opal thiên nhiên nằm chính giữa của Australia đã là dài hơn 1 inch chiều dài. Và tất cả được nạm kim cương đi vòng quanh là hai tầng kim cương. Và xin mời quý vị nhìn lên xung quanh là những viên kim cương baguette. Dọc xung quanh là những viên hộp xoàn 3 ly và 2 ly. Tất cả được làm bằng platinum. Tổng cộng chiếc nhẫn này là đi xung quanh là khoảng 3 carat hộp xoàn. Và viên đá opal là khoảng từ 3 đến 5 carat. Tất cả được thiết kế bằng bạch kim. Xin mời quý vị gọi vào cho chương trình đặc biệt ai sinh nhật trong tháng 10. Chúc mừng sinh nhật quý vị với một chiếc nhẫn đá opal đặc biệt, trị giá là gần $6,500 và chúng tôi xin on sale chiếc nhẫn này chỉ còn $2,650 mà thôi.
chiếc nhẫn được làm chắc chắn, dày, nặng, kim cương, hột sòn băng ghép và hột sòn tròn 1.8L và 2L. Tất cả đều là những viên kim cương xuất sắc, được tuyển chọn từng viên kim cương được làm bằng tay và để nâng cao lên chính giữa nổi bật là 7 sắc cầu vòng của một viên đá opal, natural opal của Australia, là một sản phẩm kim cương chất lượng đá opal đẹp nhất trên thế giới với giá $2,650. Xin mời quý vị nhắn tin trực tiếp qua số phone 310-968-0577 và quý vị có thể apply cho chương trình trả góp để quý vị có thể mua sắm một cách dễ dàng. Còn quý vị nào muốn trả bằng thẻ credit card Visa, Mastercard, American Express hoặc Discover, quý vị có thể nhắn tin trực tiếp số thẻ credit card và địa chỉ shipping. Chúng tôi ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada và Australia. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một mặt dây chuyền kim cương mẫu thiết kế mới nhất được chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, được làm bằng platinum, mẫu thiết kế hoa với những viên kim cương 5.5L nằm chính giữa với 4 chấu đưa lên cao, 8 cánh hoa. Viên hộp xoàn 5.5L nước E-Color VSSI Clarity, vỏ được design to bằng đồng 25 cm với 8 cánh hoa. Nạm xung quanh đi thành một kiểu thiết kế hình thoi rất lộng lẫy, to bằng đồng 25 cm, có nghĩa là khi quý vị đeo vào, quý vị nhìn thấy viên hộp xoàn lấp lánh nổi bật nằm chính giữa là đường kính 5.5L và nạm xung quanh là những viên hộp xoàn 1.3L, 1.8L, 1.5L, được thiết kế tạo thành một kiểu design với những cánh hoa nằm theo kiểu hình thoi bằng bạch kim, nghĩa là được làm bằng platinum. Và Lâm Chuỗi xin mời quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này với giá chỉ có $2,950 mà thôi. 2.900, Lâm Chuỗi xin đặc biệt on sale cho quý vị nữa, chỉ còn $2,750. $2,750 là một mặt dây chuyền kim cương rất nổi bật và được làm bằng platinum màu trắng, ấn tượng với những chi tiết nằm trên đây. Chính giữa sẽ là một viên hộp sàng rất to 5.5L, nhưng khi quý vị nhìn vào, quý vị sẽ cảm nhận được sự rực rỡ tất cả những viên kim cương nổi bật. Và chắc chắn mẫu thiết kế này to hơn đồng 20, to khoảng bằng đồng 25 cm. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một mẫu nhẫn kim cương mới nhất công ty chúng tôi vừa design và gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Đây sẽ là một chiếc nhẫn được làm bằng platinum, mẫu thiết kế đơn giản và sang trọng với 4 góc là 4 viên kim cương, hộp xoàn 2.2L nước đi VVS và nạm xung quanh tất cả là những viên hộp xoàn ống 5L cho mỗi viên. Chúng ta sẽ có 4 góc là 4 viên và hai bên là 2 viên hộp xoàn. Tất cả là những viên kim cương baguette cut diamond kết hợp cùng với những viên hộp xoàn 2L để nằm chính giữa sẽ là một viên kim cương nặng là khoảng gần 1 carat, là 0.90 point, có nghĩa là gần 1 carat, đường kính tương đương với một viên hộp xoàn 6L. Đây là một viên hộp xoàn nước E-Color VVS Clarity VS và mẫu thiết kế này được làm bằng platinum. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này với giá chỉ có $3,650 mà thôi. $3,650. Chiếc nhẫn này khi quý vị đeo vào, quý vị sẽ thấy được từng chi tiết kết hợp giữa những viên kim cương hộp xoàn ống gọi là baguette cut, kết hợp cùng với những viên hộp xoàn 2.3L, 2.4L VVS tạo thành một khối hình vuông. Và ở chính giữa sẽ là 4 chấu nổi bật đưa lên cao là viên kim cương nặng khoảng gần 1 carat, đường kính gần 6L. Đây là một viên hộp xoàn nước EVS tuyệt đẹp, xuất sắc về độ chiếu sáng. Và mẫu thiết kế này là một chiếc nhẫn của thương hiệu nổi tiếng mà chúng tôi bán cho quý vị trong buổi tối. Ngày thứ 3 chỉ có $3,650. Mẫu thiết kế số 10, một lần nữa là một mẫu nhẫn được làm bằng bạch kim, đã được làm bằng platinum. Và xung quanh là những viên hộp xoàn, tất cả là nước đi VVS Clarity. $3,650. Lâm Trường Vĩ xin giới thiệu quý vị một cặp bông tai kim cương. Đây là mẫu thiết kế bông tai hình tròn hoặc là gần nửa tròn oval kết hợp lại. Cặp bông tai này
được làm bằng vàng 18. Và mẫu thiết kế này nặng là gần 4 chỉ vàng. 4 chỉ vàng 18 với kết hợp là những viên kim cương hột sần ống. Những viên hột sần nhỏ nhất là 2 ly và những viên kim cương hột sần ống lớn nhất là gần 4 ly. Wow, đi viền xung quanh nằm phía dưới vòng cổ của cặp bông tai. Thiết kế được làm bằng vàng 18 màu trắng vô cùng đặc biệt và độc đáo. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ, bởi vì đường kính sẽ to hơn đồng 25cm. Vòng khoen sẽ to hơn đồng 25cm luôn quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy có những cặp bông tai khoen rất to và những cặp bông tai đó giá trị là từ 9 đến 10 ngàn đô la. Cặp bông tai này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá là 1.830 đô la mà thôi. 1.830 đô la cho cặp bông tai kim cương được thiết kế tổng cộng gần 4 chỉ vàng 18K và nạm kim cương hột sần ống đi nằm phía dưới, tạo thành hình một vòng tròn rất to gần 1.5 inch. Nhưng khi quý vị đeo vào, cặp bông tai này nằm bề ngang không phải bề dọc, cho nên sự đặc biệt và độc đáo kết hợp giữa vàng trắng Italy 18K và những viên kim cương hột sần ống sẽ giúp cho quý vị có được một cặp bông tai rất sang trọng và modern theo kiểu design mới nhất. Và mẫu thiết kế này được làm từ Italy và tất cả những viên kim cương hột sần ống nhận trên cặp bông tai này là những viên hột sần xuất sắc VVS Clarity. 1.830 đô la mà thôi. Xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương và ngọc trai South Sea Pearl. Đây là một viên ngọc trai đường kính là gần 16 ly. Wow, amazing. Khi quý vị nghe tới một viên ngọc trai đường kính là 16 ly thì chắc chắn quý vị đã hình dung được đây là một viên ngọc trai vô cùng giá trị. Giá trị của viên ngọc trai 15 đến 16 ly này đã hơn 3.000 đô la. Và thiết kế này được làm bằng bạch kim, đi xung quanh là những viên kim cương hột sần ống. Tất cả là những viên hột sần VVS Clarity được thiết kế theo kiểu uốn lượn nằm trên và dưới. Rất sang trọng, rất to và vĩ đại. Mình nói tới viên ngọc trai vĩ đại, mẫu thiết kế vĩ đại và tạo thành một mẫu nhẫn trang sức Estate Jewelry với tất cả những viên kim cương hột sần ống. Trên đây là 50 đến 60 viên kim cương. Tất cả được làm bằng platinum, tổng cộng kim cương nằm trên chiếc nhẫn này đã là hơn 3 carat. Và chiếc nhẫn này được làm bằng platinum, xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ, và chúng tôi chỉ có một chiếc nhẫn này với giá 3.390 đô la. 3.390 đô la. Một lần nữa, đây là một chiếc nhẫn kim cương one of the kind với một viên ngọc trai đẹp xuất sắc. Viên ngọc trai trị giá là hơn 3.000 đô la. 3.390 đô la cho chiếc nhẫn kim cương ngọc trai này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond. Lâm Trừ Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một chiếc vòng kim cương bằng ngọc trai trắng và ngọc trai màu đen. Đây là một chiếc vòng kim cương vô cùng ấn tượng với hai viên ngọc trai màu trắng là South Sea Pearl và màu đen là Tahitian Pearl, được thiết kế nạm kim cương 1.5 ly, đi viền xung quanh. Và chiếc vòng này có thể làm bất kỳ size nào quý vị muốn, là sự tay 52 đến size 55, size 58. Chiếc vòng gửi đến quý vị với giá chỉ có 2.850 đô la. 2.850 đô la cho chiếc vòng kim cương. Chiếc vòng kim cương này quý vị có thể kết hợp cùng với chiếc nhẫn ngọc trai mà quý vị đã thấy trên sản phẩm số 12, chắc chắn sẽ tạo thành một bộ trang sức có 102. Nhẫn kim cương thì có thể quý vị thấy nhiều hơn, tuy nhiên nói tới một chiếc vòng ngọc trai là South Sea Pearl Bangle kết hợp cùng với diamond tạo hình thành hai viên ngọc trai màu trắng và màu đen sẽ giúp cho quý vị kết hợp được những bộ ngọc
trai nhiều sắc màu khác nhau, quý vị có thể cùng đeo chung với chiếc vòng hộp xoàn màu trắng và đen này. Một lần nữa, đây là chiếc vòng kim cương Saucy Pearl và Tahitian Pearl được làm bằng vàng màu trắng, nặng là khoảng gần 7 chỉ vàng hơn, được thiết kế tạo thành 4 đường hộp xoàn với 2 con bướm bướm nạm hai bên. Tất cả được làm bằng vàng trắng, 14 khê là khoảng gần 7 chỉ vàng hơn, $2,850. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để đến với một cặp bông tai kiểu khoen đông đưa rất dễ thương và nổi bật. Bởi vì cặp bông tai này được tuyển chọn những viên kim cương hộp xoàn trắng và sáng. Đây là những viên hộp xoàn 5.5, 5.6. Tất cả những viên kim cương được tuyển chọn là nước E-Color VS SI Clarity, vừa trắng vừa sáng và vừa chiếu lộng lẫy vô cùng. Đây là cặp bông tai kim cương, mỗi bên đường kính là khoảng 5.6 đến 5.8, được thiết kế là những viên hộp xoàn VS SI Clarity. Vỏ kim cương đi vòng quanh được làm bằng vàng 18 và 14 khê. Và cặp bông tai này ngày hôm nay, một lần nữa quý vị thấy là cặp bông tai không phải 5 ly, không phải 5 ly 2, 5 ly 3 mà đây tới 5 ly 6, 5 ly 7. Cặp bông tai này ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá chỉ có, wow, rất đặc biệt, Lâm Trụy sẽ tính cho quý vị một giá tuyệt vời nhất, 4.350 đô la mà thôi. Wow, cặp bông tai là 4 ly 6, 4 ly 7, 4.350 đô la. Đây là một giá rất rẻ, quý vị có thể trả thanh toán bằng payment từng tháng, từng năm, hoặc từng mỗi lần quý vị có thể mua, và quý vị có thể trả góp từ 6 đến 12 tháng không tiền lời. Khi quý vị trả payment xong, quý vị vẫn tiếp tục có thể apply để mua tiếp tục, cũng là 12 tháng không tiền lời. Và tất cả sản phẩm công ty chúng tôi đang nằm trong những chương trình sale lớn nhất của năm, bắt đầu từ tháng 9, tháng 10, 11, 12 mỗi năm. Đó là những tháng mà công ty chúng tôi để tất cả những sản phẩm mà chúng tôi chưa kịp cơ hội để giới thiệu đến quý vị, thì trong những tháng này sẽ là lúc tất cả sản phẩm sẽ được on sale. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin giới thiệu đến quý vị một mẫu nhẫn kim cương độc quyền do công ty chúng tôi sản xuất và thiết kế mẫu kim cương này. Trong một viên hộp xoàn khoảng gần 2 carat, khoảng 2 carat đường kính là 8 ly. Đây là một viên hộp xoàn nước F-Color VSSI Clarity, vỏ thiết kế nổi bật với 4 chấu đưa lên cao và nạm xung quanh là 5 đường viền hộp xoàn. Dọc chính giữa 4 chấu cho viên hộp xoàn 2 carat nước FSI là những viên hộp xoàn 2.5 ly. Mẫu thiết kế này được làm bằng vàng trắng 18 khê màu trắng. Chiếc nhẫn một lần nữa là một viên kim cương 2 carat nước F-Color SI Clarity, vỏ thiết kế 4 chấu đưa lên cao được nạm kim cương dọc hai bên, là tổng cộng là 5 đường hộp xoàn cho mỗi bên. Tất cả được thiết kế vàng 18 khê. Và chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho mẫu nhẫn này ngày hôm nay, luôn chiếc viên hộp xoàn 2 carat và luôn vỏ nhẫn sẽ là, wow, chiếc nhẫn này là 9.990 đô la. Đây là một mẫu nhẫn mà chúng tôi hiếm khi có lại được. Và mẫu nhẫn này khi quý vị đeo vào, quý vị sẽ thấy bất kỳ size nhẫn nào, từ size 4, size 5, size 7, size 8 đều sẽ rất ôm quý vị. Quý vị đeo vào với 4 chấu rất cao nổi bật đưa lên cao là một viên hộp xoàn 8 ly và nạm xung quanh phía dưới là những viên hộp xoàn 3 ly, 2 ly rưỡi, 2 ly 8. Đi một viên xung quanh được làm bằng vàng 18 khê dọc hai bên, 9.990 đô la cho một viên hộp xoàn nổi bật, vỏ thiết kế mới nhất do công ty Lâm Trụy Vĩ Diamond thiết kế và thực hiện.
xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương và đá sapphire, cũng là một màu đá đặc biệt đại diện cho sinh nhật của tháng 9. Đây là một viên kim cương hình Moki, đường kính chiều dài là khoảng gần 9 ly. Wow, 9 đến 9 ly rưỡi. Viên hộp sàng hình Moki nặng khoảng hơn 1 carat. Đây là một viên kim cương hộp sàng nước đi color VVS Clarity. Và tất cả những viên kim cương đi nạm xung quanh là những viên hộp sàng nước Y VVS Clarity 3 ly rưỡi, 3 ly. Và tất cả được làm bằng platinum. Đen xen kẽ viên hộp sàng chính giữa và vỏ hộp sàng xung quanh. Đó là những viên đá sapphire thiên nhiên. Và bạch kim thì rất nặng. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay Lâm Trường Vĩ gửi đến quý vị giá là $6,950. $6,950 một chiếc nhẫn kim cương đẹp xuất sắc luôn. Nếu mà quý vị đi vào thương hiệu, quý vị mua chiếc nhẫn này của Bulgari thì chiếc nhẫn này sẽ được gửi đến quý vị giá là từ 6 đến 7. Xin lỗi quý vị, chiếc nhẫn này giá trị từ 8 đến 10.000 đô la. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị với giá là $6,450 mà thôi. $6,450 cho một chiếc nhẫn Moki's được làm bằng platinum. Chiều dài của viên Moki's này là khoảng gần 9 ly, nặng hơn 1 carat và nạm xung quanh là những viên hộp xoàn 3 ly, 3 ly rưỡi. 18 đến 20 viên hộp xoàn. Tất cả là hộp xoàn nước đi VVS Clarity. $6,450. Một chiếc nhẫn one of the kind, đặc biệt và xuất sắc vô cùng. Xin gửi đến quý vị một sợi dây lắc tay kim cương, một sự kết hợp kiểu design gọi là scallop design với những viên hộp xoàn đường kính là 3 ly rưỡi, xen kẽ là những viên kim cương hộp xoàn ống gọi là hộp xoàn baguette. Tổng cộng đi vòng quanh sợi dây lắc tay này là 12 đến 14 viên kim cương, từ 12 14 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi. Mỗi viên hộp xoàn 3 ly rưỡi được design xuất sắc là hộp xoàn nước đi VS, VVS Clarity và tất cả những viên kim cương được cắt nằm ở bên cạnh những xen kẽ những viên hộp xoàn 3 ly rưỡi là kim cương Emerald Cut. Sợi dây lắc tay này được thiết kế theo một kiểu design nổi tiếng của những thương hiệu sang trọng. Sợi dây lắc tay này nặng tổng cộng là gần 5 đến 7 carat hộp xoàn, xen kẽ là những viên kim cương hộp xoàn Emerald Cut. Và chúng ta có 14 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi nước đi VVS được làm bằng vàng trắng. Xin mời quý vị gọi vào cho sợi dây lắc tay này với giá là $4,450. $4,450. Sợi dây lắc tay này Lâm Trường chắc chắn với quý vị chất lượng kim cương cũng như là kiểu design sẽ tiếp tục kết hợp cùng với những bộ trang sức của quý vị tạo thành những bộ trang sức đẹp hoàn hảo. Những viên kim cương 3 ly rưỡi được tuyển chọn từng viên là 14 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi VVS Clarity. Đi xen kẽ là tổng cộng là gần 4 carat hộp xoàn Emerald Cut được đi dọc xung quanh cách khoảng với những viên hộp xoàn 3 ly rưỡi 14 viên. Tất cả được làm bằng vàng màu trắng và chúng tôi có mẫu thiết kế này bằng vàng màu vàng. $4,450 mà thôi. Một mẫu thiết kế tên gọi là scallop bởi vì những đường viền kim cương hộp xoàn Emerald Cut được thiết kế thành những vòng khoanh đi xen kẽ là những viên hộp xoàn 3 ly rưỡi VVS Clarity. Xin mời quý vị nhắn tin trực tiếp số phone 310-968-0577. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để đến với một chiếc nhẫn kim cương. Và đây sẽ là một viên đá emerald đẹp nhất được giấy chứng nhận quốc tế GIA trên toàn thế giới certify. Đây là một viên emerald màu xanh lá cây, trong veo và được cắt thành giác cắt là emerald. Viên đá emerald này có thể nặng là từ gần 3 carat, được cắt thành một hình vuông vức
theo giáp cắt Emerald Cut. Viên đá Emerald này là một trong những màu sắc hiếm có nhất và giá trị cao nhất trong tất cả những loại đá Emerald đến từ Colombia. Và mẫu vỏ nhẫn này được thiết kế bằng vàng 18K và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này với giá là $6,950. $6,950 cho một chiếc nhẫn kim cương và đá Emerald. Chiếc nhẫn này Lâm Trụy chắc chắn với quý vị giá trị không bao giờ dưới 15 cho đến 18.000 đô la. Một viên đá Emerald thiên nhiên có giấy quốc tế màu xanh trong veo, màu xanh lá cây, một màu đá của mỏ Muzo, là một trong những mỏ kim đá Emerald đẹp nhất được thiết kế và nạm kim cương đi vòng quanh. Viên đá Emerald này nặng hơn 2 carat, khoảng gần 3 carat với giá $6,950. Đây là một trong những sản phẩm kim cương cao cấp mà khi quý vị sở hữu những mẫu thiết kế này, những sản phẩm kim cương này, quý vị sẽ cảm nhận được giá trị của những món hàng này vô cùng cao, đặc biệt, hiếm có, không dễ dàng quý vị có thể mua được. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp trên kênh YouTube và Facebook Lâm Trụy Vĩ Diamond. Lâm Trụy Vĩ xin giới thiệu đến quý vị một cặp bông tai kim cương 2 carat. 2 carat mỗi bên là đường kính là 6 ly 3. Cho mỗi viên kim cương nặng hơn 1 carat là những viên hộp xoàn nước E-Color VS SI Clarity. Vỏ thiết kế được làm bằng vàng 18K nút vặn phía sau và được thiết kế đi xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly nổi bật với những đường viền cánh hoa đi vòng tròn. Ở phía sau là được thiết kế theo kiểu nút vặn bản bề ngang to. Mỗi bên là 1 carat và cặp bông tai này ngày hôm nay Lâm Trụy Vĩ xin giới thiệu đến quý vị giá vô cùng ấn tượng. Chỉ có $6,990 cho cặp bông tai kim cương hộp xoàn mỗi bên là nặng hơn 1 carat. Cặp bông tai này là nước Y, nước F, SI Clarity, vỏ thiết kế với những cánh hoa rất đẹp, to, rực rỡ. Quý vị đeo cặp bông tai này là dành cho những ai thích đeo những mẫu thiết kế kim cương rất to, nổi bật và những cánh hoa là những viên hộp xoàn 2 ly được nhận theo kiểu channel setting đi viền xung quanh. Và những cánh hoa gợn sóng được nhận theo kiểu Michael Pave được làm bằng vàng 18K. Và mỗi viên hộp xoàn nằm chính giữa là nặng hơn 1 carat là nước Y, SI Clarity. Với 4 cháu đưa lên cao, tổng cộng cặp bông tai này nặng hơn 2 carat. Chỉ có $6,990 nếu quý vị lấy $6,990. Quý vị trừ đi cặp vỏ hộp xoàn này là gần $1,750 thì chỉ còn lại có $5,200 quý vị chia cho hai viên hộp xoàn 1 carat thì mỗi viên hộp xoàn này chỉ chưa tới $2,600. Xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương được làm bằng bạch kim. Một viên hộp xoàn nhìn vào giống như một viên kim cương 5 carat. Tuy nhiên, đây là một viên hộp xoàn đường kính là khoảng 9 ly rưỡi. Nước J-Color. Nước J-Color và viên hộp xoàn này sạch hoàn hảo VVS Clarity. Wow, mẫu thiết kế được design trong một vỏ nhẫn nhận theo kiểu 3 chiều xuất sắc. Mẫu thiết kế được làm bằng bạch kim, nghĩa là bằng platinum. Được nạm xung quanh là những viên kim cương 2 ly, 2 ly rưỡi, 1 ly rưỡi, 1 ly 8. Được thiết kế theo kiểu 3 chiều. Được làm bằng platinum với 4 cháu đưa lên cao là viên hộp xoàn nước J-Color VVS Clarity. Viên kim cương đường kính là 9 ly rưỡi. Quý vị sẽ thấy một viên hộp xoàn 4 carat là khoảng 10 ly, có nghĩa là 9 ly rưỡi tương đương có thể gần bằng một viên hộp xoàn 3 carat rưỡi. Viên hộp xoàn này có thể cân nặng dưới 3 carat rưỡi cho nên quý vị sẽ mua được với một giá vô cùng đặc biệt trong chương trình sale buổi tối ngày hôm nay, trị giá là khoảng $42,500. $42,500 và chúng tôi xin giảm giá on sale cho quý vị chiếc nhẫn kim cương này với giá chỉ còn $19,990.
$19,990 cho một viên kim cương. Đường kính là gần 10 ly, có nghĩa là khoảng 9 ly rưỡi. Được nạm kim cương đẹp xuất sắc. Được thiết kế bằng bạch kim platinum. Dọc hai bên được nhận theo kiểu 3 dimension. Quý vị có thể mua một viên hột xoàn như thế này, khoảng gần 4 carat, trị giá 8-90 ngàn, khoảng hơn 100 ngàn cũng được. Nhưng khi quý vị đeo một chiếc nhẫn hột xoàn chỉ có $19,990 mà được trong veo, độ clarity sẽ là VVS và bốn cháu đưa lên cao. Mẫu vỏ nhẫn được thiết kế làm từ Italy bằng bạch kim platinum với giá chỉ có $19,990. Xin mời quý vị gọi vào số phone 310-968-0577 hoặc quý vị có thể apply cho chương trình trả góp 12 tháng không tiền lời. Quý vị chỉ cần lấy tổng cộng số tiền quý vị mua và chia cho 12 tháng thì mỗi tháng sẽ là số tiền quý vị sẽ làm payment. Xin giới thiệu đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với một viên đá gọi là spinel. Đây là một viên đá hiếm có, đặc biệt màu ánh hồng giống như một viên kim cương màu hồng. Viên kim cương này, viên đá màu hồng này là spinel natural spinel được GIA certified giấy quốc tế trên toàn thế giới, là nặng khoảng gần 5 carat. Natural spinel màu pink là một trong những màu hiếm có và đặc biệt và độc đáo nhất. Chiếc nhẫn này được thiết kế với những viên kim cương hình tròn và hình trái tim đi viền xung quanh tạo thành những bông hoa, và mẫu nhẫn này to bằng đồng 25 cent. Và chiếc nhẫn này chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá rất đặc biệt, trị giá là hơn $14,500. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị chiếc nhẫn này với giá chỉ có $6,850. Một lần nữa, $6,850. Quý vị nào đã hiểu về đá spinel, mà đặc biệt spinel màu hồng thiên nhiên và có giấy quốc tế trên toàn thế giới kiểm định là giấy chứng nhận GIA, thì quý vị sẽ cảm nhận và quý vị hiểu được chiếc nhẫn này giá trị hơn $14,000-$16,000. Nhưng công ty chúng tôi đặc biệt gửi đến quý vị với giá chỉ có $6,850 cho một chiếc nhẫn kim cương và đá spinel nặng khoảng gần 5 carat. Được cái viên đá này cân nặng chính xác là 4 carat, gần 4 carat 9. Đường kính chiều dài sẽ là gần 11 ly. Công ty Lâm Trừ Vĩ Diamond chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và xin mời quý vị đón xem những chương trình livestream trong tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12. Tất cả sản phẩm sẽ được on sale với giá rẻ nhất. Và trong tháng 11 chúng tôi sẽ có những chương trình đặc biệt mùa lễ Thanksgiving, rất nhiều quà tặng. Tuy nhiên, trước khi bước vào mùa lễ, tất cả những sản phẩm chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị trong những chương trình livestream on sale từ 40-45%. Quý vị liên lạc trực tiếp số phone của công ty là 310-968-0577. Xin chúc tất cả quý vị một buổi tối thật an lành, hạnh phúc và bình yên. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối ngày thứ năm. Xin chào, tạm biệt.